One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn Hi-Res, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ, thời điểm ngày 13 tháng 1. Chúng ta cùng bắt đầu ngay với diễn biến tại Avdiivka. Bức hình trên màn hình chúng ta đang xem được đăng tải bởi Deep State Map, nguồn tin thân Ukraine, cho thấy quá trình xe tăng Nga di chuyển, tấn công trước khi bị nổ tung bởi đòn pháo kích đáp trả của Ukraine. Với video trên, ta biết được rằng quân đội Nga đang sở hữu cứ điểm tương đối vững chãi tại bờ Bắc Stepove, trong khi Ukraine sắp không còn trụ nổi tại bờ Nam khu định cư nữa. Giao tranh tại đây đã diễn ra được nhiều tuần, chứ không muốn nói là cả tháng trời rồi. Quân đội Nga đang di chuyển rất chậm chạp, nhưng dù sao thì họ cũng đã tiến thêm một bước nữa trong quá trình đánh chiếm Stepove. Nếu mọi người còn nhớ thì Nga đã thất bại tại Stepove, đến bây giờ đã là lần thứ hai rồi. Tiếp tục với chiến dịch của Nga tại Novomikhailivka, Nga tiếp tục chiến thuật mở rộng lãnh thổ về hướng Tây tại bờ Nam Novomikhailivka. Sau nỗ lực đánh trực diện bờ Nam thất bại, quân đội Nga đã chuyển hướng tiến công rộng ra về phía Tây, đẩy mạnh áp lực quân sự tại Kostiantynivka, Pobieda, Vuleda. Có thể thấy rằng Helrivka đang bị quân đội Nga dồn ép liên tục với đà tấn công mới Nga triển khai vào Pobieda và Kostiantynivka. Ngoài ra, ta cũng đang được chứng kiến dấu hiệu Nga kéo quân đánh mạnh vào bờ Bắc Novomikhailivka. Tự chung lại, tại thời điểm bắt đầu cuộc chiến tại Novomikhailivka, ta thấy Nga đánh vào phía đông và dần chuyển sang phía nam, tây nam khu định cư. Hướng tiến công này đã bị Ukraine bắt bài và đánh bật hoàn toàn. Giờ thì Nga quyết định không đánh trực diện phía nam nữa, mà chuyển qua đánh vào khu vực đông bắc Novomikhailivka. Với mũi tấn công mới tại hướng đông bắc, thì giờ Novomikhailivka đang phải gánh chịu đòn tấn công 3 mũi nhọn đến từ quân đội Nga. Kết thúc những thông tin trên tiền tuyến, ta có hai thông báo mới hết sức quan trọng sau đây. Đầu tiên là thông tin về dự thảo luật điều động mới của Ukraine được công bố, sau khi có yêu cầu đề nghị thêm 500.000 binh sĩ bổ sung từ ông Zelensky. Dự thảo luật mới đã tăng nặng chế tài đối với những người né tránh nghĩa vụ, đồng thời giảm giới hạn độ tuổi phục vụ quân đội từ 27 xuống 25. Dự thảo luật mới đã được đề cập và đưa ra thảo luận từ tháng 12 năm trước, nhưng cho đến thứ năm tuần này, nó đã bị những nhà làm luật Ukraine từ chối thông qua. Quan trọng hơn, trong luật mới có quy định về giới hạn thời gian phục vụ quân đội từ không thời hạn thành có thời hạn, cụ thể là 36 tháng. Có thể thấy đất nước này đã quá cạn kiệt với chiến tranh rồi. Yêu cầu 500.000 binh sĩ về ông Zelensky chẳng biết bao giờ mới thực hiện nổi. Tiến triển thì cứ ngày một chậm đi. Quan trọng hơn, đã từ lâu rồi ta chưa thấy một gói viện trợ nào từ Mỹ hay EU qua được đến lãnh thổ Ukraine. Vậy là trong suốt một khoảng thời gian dài, Ukraine đang phải gồng mình chống chọi với Nga, mặc dù họ không có nhân lực cũng chẳng có khí tài. Thời gian trôi qua, cuộc chiến bào mòn tiếp tục tăng dần tốc độ. Quân đội Ukraine cứ thế hao kiệt sức lực mà chẳng có bất kỳ sự bổ sung nào thế vào phần thiệt hại. Dường như chẳng có lối thoát nào cho Ukraine. Nguồn viện trợ của họ cứ ít dần đi, và giờ thì chẳng còn gì chảy vào Ukraine cả. Mình không nói là họ bất lực ngay trong thời điểm hiện tại. Ông Zelensky đã ém được lực lượng lớn binh sĩ sau chiến dịch mùa hè. Vấn đề là tuy vẫn còn sở hữu lực lượng, nhưng chẳng có sự bổ sung quân đội, chẳng có sự bổ sung đạn dược, khí tài, thì lực lượng có bao nhiêu cũng chẳng thay đổi được gì. Cuộc chiến tiếp tục theo thế một chiều. Quân đội Nga sở hữu gấp 5 lần số đạn pháo mà Ukraine có. Trong bối cảnh đó, Đức và Anh đang là hai quốc gia có vẻ giữ vai trò thay thế tạm thời cho Mỹ. London hôm qua đã thông báo sẽ viện trợ 2,5 tỷ bảng, tương đương 3,2 tỷ USD cho Ukraine trong năm tài khoá 2024-2025, tăng 200 triệu bảng so với 2 năm qua. Theo thông báo ngày 12 tháng 1 của chính phủ Anh, ít nhất 200 triệu bảng, 255 triệu USD trong gói viện trợ sẽ được sử dụng để mua hàng nghìn thiết bị không người lái cho Ukraine, bao gồm máy bay không người lái, UAV trinh sát, UAV tấn công tầm xa và xuồng không người lái. Phần lớn sẽ được sản xuất tại Anh. Bộ Quốc phòng nước này cũng sẽ hợp tác với các đối tác quốc tế để tăng đáng kể số lượng thiết bị không người lái chuyển giao cho Ukraine. Chính phủ Anh cho biết, công nghệ này sẽ cung cấp cho Ukraine năng lực hiện đại đã được thử nghiệm trên chiến trường để bảo vệ công dân của mình, cũng như nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga trên đất liền và trên biển. Thêm rằng, đây sẽ là đợt chuyển giao thiết bị không người lái lớn nhất từ nước ngoài cho Ukraine.
Ngoài ra, theo London, gói viện trợ cũng sẽ được dùng để giúp Kiev tăng cường năng lực trên các lĩnh vực quan trọng như tên lửa tầm xa, phòng không, đạn pháo và an ninh hàng hải. Gói viện trợ mới được chính phủ Anh công bố trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Rishi Sunak tới Ukraine, dự kiến diễn ra hôm nay. London cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ ký thỏa thuận hợp tác an ninh Anh-Ukraine, trở thành thành viên đầu tiên của nhóm G7, thực thi cam kết cung cấp đảm bảo an ninh song phương cho Kiev mà các bên đạt được tại Vilnius, Litva năm ngoái. Thông báo cho biết, thỏa thuận sẽ chính thức hóa một loạt hỗ trợ mà Anh đã và sẽ cung cấp cho Ukraine về mặt an ninh, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, an ninh mạng, đào tạo quân sự và y tế, hợp tác công nghiệp quốc phòng. Theo Thủ tướng Sunak, ông thăm Ukraine nhằm tái khẳng định cam kết ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ông Sunak nhấn mạnh, chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine trong những giờ phút đen tối nhất và cả những thời khắc tốt đẹp sắp đến. Cho đến nay, Anh là một trong các nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi chiến sự với Nga bùng phát. Theo Thủ tướng Anh, gói viện trợ mới nhất sẽ nâng tổng số tiền mà London viện trợ cho Kiev từ đầu xung đột lên 12 tỷ bảng, tương đương 15 tỷ USD. London cũng đã chuyển giao cho Ukraine nhiều khí tài hiện đại như tên lửa hành trình Storm Shadow và xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp tháng trước cũng cho biết London sẽ cung cấp thêm khoảng 200 tên lửa đất đối không tầm ngắn tiên tiến Astram cho Ukraine sau khi nước này hứng chịu nhiều cuộc tập kích quy mô lớn của Nga. Theo Bộ trưởng Sharp, số tên lửa này dành cho các tổ hợp phòng không mà Anh viện trợ có khả năng đánh chặn UAV và tên lửa Nga với độ chính xác đáng kinh ngạc. Bộ Quốc phòng Anh mới đây cho biết tên lửa phòng không Astram trong biên chế quân đội Ukraine đạt tỷ lệ đánh chặn thành công 90% đối với các đòn tấn công của Nga. Chúng ta cùng tiếp tục với tin khác. Một ủy viên thuộc Ủy ban châu Âu EU đã tiết lộ một vài chi tiết về cuộc hội đàm với cựu Tổng thống Trump vào năm 2020. Ông Trump trong cuộc hội đàm này đã thẳng thừng từ chối can thiệp nếu có bất kỳ cuộc chiến nào nổ ra giữa EU và các nước khác. Liên minh quân sự NATO đã chết rồi. Đó là những lời mà cựu Tổng thống Mỹ nhắn gửi tới Chủ tịch Ủy ban châu Âu EU, bà Ursula von der Leyen. Diễn biến được ghi nhận trong hội nghị tổ chức tại Davos. Với cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ, chắc chắn kết quả sẽ gây tác động cực lớn không chỉ với cuộc chiến tại Ukraine mà còn cả EU, thậm chí là cả trật tự thế giới cũng sẽ bị rung chuyển. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy xu hướng quản trị và tư duy của ông Donald Trump. Ông sẽ điều hành đất nước theo chủ nghĩa cô lập, khác hoàn toàn với chủ nghĩa can thiệp, thứ đã điều phối chính sách của Mỹ trong một khoảng thời gian dài. Cụ thể hơn, chủ nghĩa can thiệp sẽ ưu tiên can thiệp vào các sự kiện xảy ra trên thế giới, điều hướng các sự kiện này phát triển theo hướng có lợi cho Mỹ, như là trong cuộc chiến tranh lạnh, cuộc chiến với Liên Xô để ngăn chặn sự bùng nổ của chủ nghĩa xã hội, cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cuộc chiến Nam Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, cuối cùng là trận đại chiến thương mại Mỹ-Trung. Đó là chủ nghĩa can thiệp. Đây là hướng điều hành với rủi ro cao và có khả năng gây ra các cuộc xung đột lớn. Và cuộc chiến tại Ukraine chỉ là một viên gạch trong chính sách hiện tại của Mỹ. Hơn thế nữa, trong bài phát biểu của ông Trump, ông khẳng định nếu tái đắc cử, ông sẽ ngừng mọi viện trợ tới Ukraine. Đó là chủ nghĩa cô lập Mỹ với xu hướng của thế giới, chỉ tập trung mọi nguồn lực vào giải quyết vấn đề nội bộ của Mỹ. Tiện nói đến vấn đề này, mọi người nghĩ sao về chuỗi video phân tích cuộc bầu cử Mỹ trong tương lai gần? Mình đã theo dõi vấn đề này được một khoảng thời gian dài rồi. Ngoài ra, mình cũng đã có sơ đồ, kế hoạch sẵn sàng trong đầu để triển khai chuỗi video này. Nếu mọi người muốn, hãy để lại ý kiến của mình trong phần comment. Có thể mình sẽ lập ra một channel khác để chúng ta cùng bàn luận. Theo hiểu biết của mình thì nội dung trên YouTube về các cuộc bầu cử khá là nhạy cảm. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.